Hello mọi người. Oh my god, nhìn nhìn cái túi quà này hôm nay. Mục đích make up lên chỉ để đập cái túi quà thôi mà tại cái túi NARS nó quá xá bự. Xong rồi túi NARS màu đen cái mình đánh mắt nó hở khói màu đen luôn mọi người ơi. Nó bự lắm, nó bự đến nỗi mà chắc cũng cỡ tầm 30 món thì phải. Oh my god. Bây giờ hãy cùng đập hộp với nha. Cái túi bự tổ chản luôn. Hella. Trời ơi, đầu tiên sẽ là cái hộp này mình thấy nó bự nhất, cho nên là mình sẽ mở. Trời ơi, hai cái hộp. Oh my god. Nhưng mà hai hộp này là cái gì đó trời. Thứ nhất là package quá là đẹp nha các bạn. Quá xa là đẹp. Hình như cái này là phấn mát Summer Light à face palette. Tức là kiểu phấn mát đó mọi người. My god, my god. Trời ơi, mấy cái này mà hả? Mọi người đánh mắt kiểu ủa, có mình trong gương luôn nè. Mọi người đánh mắt kiểu mắt khói nè. Đó, hoặc là mọi người làm bronzer, contour hay cái gì cũng được nha. Oh my god, nhìn nè, kiểu đánh đánh kiểu mắt khó như vậy cũng được nha mọi người. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Trời ơi, tiếp tiếp cái hộp tiếp theo coi. Má ơi, sợ quá luôn á, đẹp quá mà run tay sợ nó rớt. Oh wow. Trời ơi, hai cái màu này xuất sắc. Anh hứa với các bạn là anh sẽ làm clip để mà anh test những cái sản phẩm này. Trời ơi, Ngân rất là thích những cái tông mà nâu trầm ấm như vậy luôn á mọi người. Sao mà đẹp dữ vậy. Nói chung á, mọi người có thể mua một trong hai bảng thôi cũng được, không nhất thiết phải mua hai nha. Tại cái này nó có cái màu tím đậm nè, sau nó có màu hồng, nhưng mà nó cũng có màu nâu với những cái màu này. Còn ai mà thích tông nâu á thì mọi người có thể lấy cái này để đánh được nhiều cái kiểu mắt khói nâu hơn, kiểu tông tây á, mọi người sẽ thích đánh những cái này thôi. Oh my god. Không thể chờ để mà hả test test mặt mộc xong rồi đánh lên từng bước cho mọi người coi luôn nha. Trời quá xá trời luôn á, đẹp quá trời. Tiếp. Rồi. Trời cái này giống như là gói quà cưới vậy á mọi người, quá dễ thương. Orgasm. Trời ơi, cái này á nghe nghe nói là cái em này là trời. Có ai thích tim tuyến lấp lánh không? Chứ anh rất thích tim tuyến lấp lánh nha. Nhưng mà cái này là kiểu dạng kem á mọi người. Mọi người có thể xài để cho mắt nè, cho má hồng nè, nghe nói đánh được cho môi nữa nha. Trời, không thể chờ đợi mà test cái em này luôn á. Cái màu quá dễ thương luôn á. Oh my god. Trời ơi, cái tông nâu nè, xong phối với cái bảng mắt kia. What the fuck. Trời ơi, tông hồng. Hell yeah, cái clip này coi bộ sẽ dài và rất là tốn kém cho mọi người nha. Ở nhà cái gì mà không thiếu chứ cái gì thiếu chứ đồ mỹ phẩm là không thể thiếu luôn á mọi người, không bao giờ thiếu luôn á. Tiếp tục. Má ơi, mở cái này mở hả, nó rung 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 rung. What, cái này là một cái em á hả, má hồng mà dạng nước á mọi người đó. Mà mọi người biết chai này là chai thứ ba Ngân có, và hai chai kia Ngân chưa xài hết luôn mọi người, còn full luôn nha, chưa xài hết, chưa đụng vô luôn. Có một chai là đang xài mà kiểu như là hả lâu lâu mới xài đó, kiểu tại vì không quá nhiều má hồng mọi người, cái hồng này cái hồng kia cái cam các kiểu, thì cái em này là coi như là em thứ hai chưa đụng tới, và tổng cộng là ba chai. Oh my god. Ngân còn nguyên một hộp, hôm bữa livestream nha mọi người, còn nguyên một cái hộp á hả, mỹ phẩm còn full new luôn, chưa đụng tới. Má ơi, dễ man quá. Cái em này nghe nói là highlight liquid blush hả. Oh my god, sex appeal. Trời ơi, cái gì mà dễ thương quá vậy. Em này á mọi người mix với kem nền đó, mix chung với nhau để cho tạo cái hiệu ứng là bóng mạch nè mọi người, thấy không đó, mặt nó kiểu xanh chắc, nó lấp la lấp lánh lấp la lấp lánh, là trời ơi, thánh lấp la lấp lánh là mình đây chứ không ai. Tiếp theo đi rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. What the trời ơi, cái này là mình đánh là thành cô gái châu Phi luôn mọi người, thấy cái tông da nó khác biệt nhau. Nên sẽ lấy cái này ngân trộn với một cái loại kem nền quá trắng, tại vì Ngân có cũng một vài cái chai kem nền nó sáng quá mà Ngân đang hạ tone xuống, thì Ngân có thể mix, mọi người cũng có thể mix với những cái em mà quá sáng để tạo ra một cái màu trung bình, cái màu nền trung bình để đánh lên trên mặt, hoặc Ngân sẽ xài cái này để làm khối luôn mọi người, contour lên cái gương mặt luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Còn nữa. Trời, mở hoài không hết luôn á, cảm thấy rất là vui, ngày nào cũng được mở hộp quà như vậy là Ngân cảm thấy rất là sung sướng nha. Trời, có thêm một cái hũ hả phấn bột nữa nè mọi người, mà kiểu dạng contour phấn màu nâu, chắc để xài với cái em á màu nâu đen thui này. Trời đất ơi, nó đen thui chung với nhau luôn á, nguyên một cái combo mà Ngân sẽ lấy cái này để làm á hả những cái
hình tô che mặt nha, trời dễ thương quá. Bỏ đi, đâu không có gì hết. Nó màu nâu nha mọi người. Tiếp cái em này. Oh my god, yes, màu xanh dương. Trời ơi, một ngày không sang anh sẽ đánh mắt màu xanh dương cho các bạn. Trời ơi, cũng mắt khói màu xanh dương nha. Trời ơi, hẹn mọi người một con mắt màu xanh dương sớm thôi, quá dễ thương mọi người ơi. Ai thích màu xanh dương không? Có nha, anh thích màu xanh dương, anh thích biển. Chưa hết mọi người ơi, cái clip này nó có vẻ hơi dài cho mọi người các bạn ạ. Đáng nhá, nó hơi kem rỗ các bạn ạ. Oh my god, trời ơi là trời. Mọi người nhìn nè, hai cái kem màu vàng này, Ngân nhớ Ngân có một trong hai em rồi mà Ngân không nhớ là màu nào. Nhưng mà một trong hai em này màu này vàng đậm nè. Mọi người thấy không? Cái vàng đậm, cái vàng nhạt nè. Oh my god, cái này là có nhiều cái bị trùng lắm luôn á. Trời, giống như là cái mà hả, má hồng orgasm hồi nãy á, chai thứ ba rồi mọi người, chưa xài hết. Và đây là đó, một trong hai em nó sẽ bị trùng. Cái màu tím này chưa có nha, thích em màu tím. Mình sẽ coi cho mình phối cái này như thế nào, cũng chưa có test thử lên. Thôi test luôn đi, cũng tò mò em đó quá. Oh my god, what, so cute. Trời ơi, cái này làm hở mắt cũng được nha. Đây mọi người nhìn nè, trời ơi, dễ thương quá. Cái này con sẽ ráng kiếm một cái layout nào đó màu tím con đánh cái em son này nha. Trời ơi, sao dễ thương dữ. Cái này là rose gold hả mọi người? Trời ơi, rose gold hả? Trời ơi, sao dễ thương quá vậy. Trời, em màu đỏ này chưa có nha. Light my fire, light my fire. Cái này chưa có, những cái kia là Ngân có Star Woman rồi hả, Don't Stop rồi Under My Thumb, các kiểu. Thì cái này, ôi nhưng mà các bạn nào mà thích cái màu tím á, các bạn Color Me. Đây là màu Color Me, trời ơi dễ thương. Ai thích màu hả, Rose Gold sẽ là màu Redemption, yes. Trời ơi, wow. Tiếp tục thở miếng đi mọi người, lấy miếng nước uống, ăn miếng ba. Rồi đồng hộp tiếp với Ngân chứ giờ biết sao giờ. Trời ơi, đa phần những em này là có hết rồi nha mọi người. Mọi người biết là hả, Ngân cứ buồn buồn là Ngân Jonas Ngân mua. Mà cho nên là hả, suy ra là mấy màu này có gần hết. Sẽ có một hai màu gì đó chưa có, còn đa phần là bị trùng hết. Dễ thương, nhưng mà dễ thương quá, rất là thích. Son thì mình đánh mỗi ngày cho nên cũng rất là heo đó, không có sợ mà không có gì xài. Đấy, tiếp theo, thở chưa, thở miếng chưa, thở miếng chứ chị cũng muốn thở miếng. Oh my god luôn á, 5 cây tiếp tục. Trời ơi là trời, bây giờ wow, màu cam. Ôi em, mọi người biết không, mình có 4 cây màu cam mà chắc chắn là bị trùng. Ok, tiếp tục. Lại màu cam ha, chắc chắn hai màu cam nó khác nhau rồi mọi người, chắc chắn nha, không có thể rồi hả, so tặng một cái hai màu. Đây là màu Living Dawn, còn đây là màu Start Your Engine, yes. Nhưng mà chắc chắn là Ngân đã có hai cây đó rồi. Lần trước Ngân cũng đã lập hộp với các bạn rồi. Đây là màu nâu, trời ơi màu này là favorite nha, trời ơi thích lắm luôn. Mọi người biết Ngân hay đánh mấy cái son thâm 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 á, son tâm tây rồi nâu 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 đồ á. Đây một màu kem nhạt, chắc chắn là cũng có rồi luôn nha, 100% là có rồi. Nhưng mà đây bị mẻ miếng rồi, trời ơi luôn á. Này bán vốn store nha, bị mẻ miếng rồi. Mà dễ thương quá nó chứ, giỡn thôi. Đây, trời ơi, dễ thương quá, thích mấy cây này lắm luôn á. Oh my god. Tiếp, cái chúc mừng mọi người, đây là mơ cuối cùng. Oh my god. Oh my god. 4 cây son dưỡng từ NAS, Ngân đã có hình như là 3 màu. 3 màu này có rồi, trừ màu trắng chưa có. Màu trắng thì Ngân có size mini nha mọi người. Còn 3 màu này là có cây full size và chưa xài hết. Oh my god. Không lẽ bây giờ mình lôi mấy cây full size ra mà hôi lửa. Đây, rất là dễ thương nha. Ai thích son dưỡng, chị đánh son dưỡng không thì nên mua cái em này, nó vừa dưỡng mà nó vừa có màu các kiểu nữa. Ngâm mua hả, thiếu điều à, hết mẹ thôi. Ngâm mua hết màu luôn rồi còn gì nữa, có đủ 3 cây xong giờ tặng thêm 3 cây xong thêm cây màu trắng nữa, coi như là full màu rồi mọi người.
Ôi trời ơi, dễ thương quá. Thank you, Nars đã tặng cho Ngân tất cả những cái món quà rất là dễ thương. Nhưng mà cái món quà mà trời ơi, tao nói là siêu giá trị, siêu coi như là siêu thích luôn nha mọi người. Tại vì những cái người make up như Ngân thì luôn luôn thích đồ make up. Tại vì mình sẽ tạo ra được nhiều cái layout khác nhau. Trời ơi, quá. Mình Ngân hứa với các bạn, Ngân sẽ dành thời gian để chia sẻ cho các bạn những cái cách mà trang điểm đơn giản nhất bằng những cái phần quà mà Ngân vừa mới nhận được từ Nars đó. Cho nên là hẹn các bạn một cái video sau sẽ đánh cho các bạn một cái layout nhẹ nhàng nhưng mà tông nâu nâu tây tây, xong mình sẽ xài thử những cái em son đó. Nhưng mà chắc chắn là Ngân sẽ đánh tìm một cái layout cho cái em màu tím này. Ngân quá thích em đó rồi, Ngân đánh nó lên mà Ngân thích quá. Bây giờ không biết mọi người có ai thích son tím giống mình không, mọi người có thể lấy son đánh làm màu mắt cũng được nha. Nói chung là Ngân biến thể ra nhiều thứ lắm. Ok, thank you Nars cho một cái beautiful gift nha. Thank you, see you next video.